Kế toán Việt Hưng hướng dẫn khi tăng công cụ dụng cụ trên visa. Rồi, thế thì bây giờ lại phải vào tài sản cố định này. Cái ô tô này là ô tô chở rác, cho nên là tài khoản chi phí phải sửa lại thành 154 nhá. Những cái giá trị này là giá trị trước thuế đúng không? Ừ. Còn cái này 6422 này sau này mình khấu hao ấy thì nó lại cứ nhảy 6422 đúng không? Nợ 6422 thì có phải sai không? Mà 6422 thì không vào được giá thành của dịch vụ. Em hiểu gì chỗ này chưa? Dạ, phải cho vào 154. Đúng rồi, phải vào 154 thì sau này mới nó sang 632 mới ra giá thành của dịch vụ được nhá. Hiểu chưa? Là do mình cài đặt hết, được chưa nhỉ? Nhá, 154 đó. Nguồn gốc hình thành thì ok. Rồi. Ví dụ như em mua một cái điều hòa hay là cái máy tính mà dùng cho văn phòng thì tài khoản chi phí là 6422 thật. Sẽ vào công cụ dụng cụ để kiểm tra cái tiền thuê văn phòng. Tiền thuê văn phòng thì em để năm em để 6422 được. Tại vì sao nhỉ? Nó là văn phòng thôi đúng không? Nhá, được chưa? Ừ. Em phân bổ trong vòng bao nhiêu tháng? Thì cũng được lắm. Ừ. Cái này là 2,5 triệu thì là 7,5 triệu là 3 tháng là đúng rồi. Chưa? Còn cái máy tính thì chị chưa thấy đến đây, nhưng mà máy tính dùng cho văn phòng đúng không? Cái chỗ này em chưa chọn nguồn gốc hình thành này, thử chọn luôn cho chị nào. Tiện thể ở đây chọn luôn. Đánh 523 đi. Em có hạch toán vào 242 không? Ví dụ mua máy tính xách tay đây đúng không? 9,5 triệu là năm cái này đúng không? Em thấy không? Có những cái thứ mà em hạch toán vào 242 mà em chưa chọn nguồn gốc hình thành nhá. Thì lên đây nó đang thể hiện nó vẫn đang còn ở đây, chứng tỏ là em chưa ghi tăng đủ này. Sẽ có mấy cái nữa em chưa ghi tăng đủ đấy. Em hiểu chỗ này không nhỉ? Chứ không phải toàn nguồn gốc hình thành này chị. Thì giống như cái văn phòng này mình vừa chọn nguồn gốc hình thành xong rồi này. Đấy, hôm nọ em có chọn nguồn gốc hình thành rồi đúng không? Là cái nào mà em chọn nguồn gốc hình thành rồi thì nó sẽ không hiện nữa nhá. Thế bây giờ lại đang còn 242, nãy chị thấy chọn nguồn gốc hình thành á. Ví dụ bây giờ này, để biết là mình thiếu hay thê thừa nhá. Chị vào ghi tăng này. Chị cứ thử vào ghi tăng xong chị cứ chọn nguồn gốc hình thành trước nhá, đúng không? Em đánh 523 cho chị đi. Rồi, đấy em thấy không? 242 này, 1 2 3 4 5 này. 5 cái. 5 cái này là những cái gì thì mình tích đúc vào. Đây, đúng không? 242 là em mua cái gì đây? Chi phí đăng kiểm này. Em định phân bổ nó. Nếu có hai cách, một là em thấy nó giá tiền nó ít, có 300 nghìn thì em có thể đẩy thẳng vào 6422 hoặc 154 tùy theo là cái chi phí đăng kiểm đấy phục vụ cho cái xe gì nhá. Ví dụ dùng cho xe chở rác thì nó phải là 154, mà xe cho giám đốc đi thì phải là 6422. Thấy chưa? Đấy là nếu mà trường hợp chi phí nó nhỏ, giống như là cái lúc nãy em bảo là cái gì nhỉ? Cái chi phí bảo hiểm á, bảo hiểm vật chất thì đáng lẽ là phải phân bổ qua 242 đấy, nhưng mà tại vì em mua từ tháng 1 mà cái hạn bảo hiểm đấy là cũng trong vòng 12 tháng thì chị bảo là không cần phân bổ cũng được. Nếu phân bổ thì cái đấy sẽ phân bổ 12 tháng. Thì cái nào em cần phân bổ thì em mới đưa vào 242 em nhé. Hiểu chị không? Mà không phân bổ thì cái này em phải hạch toán vào 642 hoặc 154. Rồi, hiểu chị chưa? Sửa cái này luôn cho chị nhá. Phát hiện được cái nào thì mình sửa luôn. Chị em ngoài về cái phí Ừ. đăng kiểm tức của Cái phí đăng kiểm này dùng cho xe xe ở giám đốc đi hay là xe chở rác em? là sẽ tự đắp Chở rác thì 154 luôn. Bởi vì mình phải xem nguồn gốc hình thành nguồn của cái xe đấy, đúng không? Hiểu chị không? con kia về họa đơn này là tức là tổng em thấy hiện đang có một số hóa đơn của phí đăng kiểm là nó có giá trị thực tế là 300.000 Ừ. thuế 18.000 và có phí 20.000 nữa Ừ. chị không biết em không biết là 20.000 nó sẽ có vào giá trị thực tế Trước có trước giảm hay cái phí đấy không chịu thuế đâu nhá. Cái chỗ này em phải ghi là 18.000 này, được chưa? Rồi sửa đi em. Rồi. nhưng mà tổng tiền thấy toàn Rồi là chưa nó chưa, từ từ sang phần hạch toán này nhá. Hạch toán này, em tức là cái phí đó em sẽ cộng một cái đơn giản thêm một cái dòng đây nữa, vẫn là phí đăng kiểm, vẫn là đăng kiểm xe nhá. Đấy, nhưng mà chỗ này em là cái phí, đánh mỗi phí thôi nhá. Tại vì một cái dịch vụ sẽ có những cái khoản phí mà nó không chịu thuế đâu nhá, là 20.000 đúng chưa? Đó. Và cái thuế này đằng sau này nhớ là chỉ cho cái dòng đầu tiên thôi nhá. Sang bên thuế này em để bỏ trống không có thuế. Đó. Hiểu chưa? À, em chọn cho chị cái khoản mục chi phí đi. À, nhấn đâu đi, chọn khoản mục chi phí. Cái này vẫn là sản xuất chung chấm mua ngoài thôi nhá. Nó là dịch vụ đấy em. Nó giống như cái tiền điện tiêu thụ ở cái lò đốt ấy. Ok chưa? Ừ, hiểu chưa em? Ừ. Như vậy cái này sẽ không cần phải ghi tăng nữa nhá, cho thẳng vào chi phí luôn rồi.
tháng 3 là xong đúng không? Em đánh cho chị tháng 4 cái. Thiết bị định vị à? Định vị của cái ô tô đấy à em? Của ô tô thì em trở về cho chị 154 nhá. Xem nào. À nhưng mà có 1 triệu tư. Triệu tư thì em phải cho qua 242 đấy. Tại vì nó cũng cũng tháng 4 em mới mua này. Mà cái thiết bị định vị này nó không có cái giới hạn, không phải là như hạn bảo hiểm á, đúng không? Thế vì đó là cùng một lắm phải muốn biết chưa? Một năm mua một lần đúng không? À, đúng rồi. Ừ, nhưng mà ý là em mua từ tháng 4. Em tí nữa về hạch toán cho chị 242 nhá. 242 xong rồi thì nhớ vào ghi tăng phân bổ cho chị trong vòng một năm. Nhớ là cái bảo hiểm kia cũng đáng lẽ phải phân bổ, nhưng mà tại vì em mua tháng 1 thì thôi, cũng phân bổ 12 tháng thì nó cũng hết năm, đưa vào chi phí luôn trong năm. Hiểu chị không nhỉ? Ừ, cái này chị bỏ ghi về tự sửa hay là sửa ngay ở lớp tùy em này. Thử sự một cái không? Ok, ừ, sửa đi em. Thế thì vào đây bỏ, bước 1 là phải bỏ ghi sửa để đưa về 242 đã nhá. Em ghi tăng với chị cái giá chưa có thuế nhá. Em có thấy là mình hạch toán là nợ 242 không? Là tiền chưa thuế, xong cái tiền thuế mình nợ 1331 riêng á. Đúng chưa? Thế thì cái mình cần phân bổ sẽ là cái chưa có thuế là 1 triệu tư thôi nhá. Ừ, rồi sửa lại. Ok, hiểu chưa? Cái này là định vị là em đăng ký gói 1 năm nhá. Thì em sẽ phân bổ 1 năm, được chưa nào? Đơn vị sử dụng này, định vị xe thiết lập. Cái này là liên quan đến cái xe rác thải thì em lại hạch toán vào 154. Cho vào tài khoản chi phí là 154. Đúng chưa? Nhớ sửa nhá, tại vì cái phần mềm nó lại không sửa đâu. Nó không biết là mình dùng cho bộ phận nào là phải đưa vào tài khoản nào đâu, mình phải làm nhá. Ừ, rồi, nguồn gốc hình thành. Em chọn nguồn gốc hình thành đi. Em đánh chỗ tài khoản nợ 242. Rồi, đó, tích vào này. Hiểu chưa? Ừ. Mình ghi tăng. Mình ghi tăng sẵn vào đây cuối kỳ mình mới tính khấu hao công cụ tài sản cố định với phân bổ công cụ dụng cụ em nhé.